xin mời các bạn V3 thường V và chúng ta trở về sân khấu chính đi ạ. Cuốn sách đá này các em học sinh của niên khóa 1999-2002 tặng lại cho nhà trường, nó có một ý nghĩa là kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Một món quà tôi cho rằng cái giá trị mà các em học sinh điền trên cái tấm biển này nó không có ý nghĩa gì. Giá trị về tiền không ý nghĩa gì, giá trị về vật, giá trị về tinh thần, giá trị về công tác giáo dục cho các em học sinh tiếp theo ở nhà trường là vô giá. Và thay mặt tập thể cán bộ giáo viên, đặc biệt là các em học sinh của nhà trường, cảm ơn các em niên khóa 1999-2002 về món quà ý nghĩa này. Một cái ví dụ thứ ba là trong lúc em học thì có nhiều này nhiều kia, rồi cũng có những lúc nghỉ ngơi, nhưng đó là thời học vì sự trưởng thành của các em. Và có một các em đã có một cái món quà rất ý nghĩa mà thầy bạn cũng vừa phát biểu. Thì chỗ này cũng xin nói thêm nhu cầu tiêu tiền không nhiều, các thầy cô vui mừng và phấn khởi, trẻ ra khỏe lên khi mà đi thăm hỏi nhau khoe với nhau là hôm nay tôi đến với ông, tôi đến với bà bằng taxi, món quà là giá trị đích thực. Thế đó em đã làm rất tốt, và thay mặt các thầy cô giáo nghỉ hưu một lần nữa cảm ơn em. Thấy là với các thầy, đối với thế hệ đi sau, lại một thế hệ nữa nối tiếp cha anh mình học ở trên mái trường mà các em ngồi đây đang học, và các em quan tâm đến các em học sinh hiện tại bằng một cái món quà của học viên các em khóa 2002. Mở cái trang thứ nhất đã nuôi dưỡng đạo đức và ươm trồng cho quê hương đất nước những hạt giống tâm hồn, đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực
và thúc đẩy y tế xã hội địa phương là lễ cờ neo kỷ niệm buổi học trò một thời và đây có lẽ vai trò của người đương trưởng nhà trường học sinh khóa mà đã thành ra trường năm 2025 nhà trường vào năm 2025 lúc đó các em sẽ kỷ niệm ngày vào trường cơ. Hôm nay là 23 năm ngày vào trường. Đúng không? Và khi mà nhà trường sẽ xây dựng mới thì cuốn sách này sẽ được để ở là một khu trường của bề dày. Cái này thì các thầy cô giáo rồi các em học sinh chỉ đơn giản là thể hiện bằng số năm được bình đẳng. Mà nó được khẳng định bởi sự trưởng thành cho sự bề dày truyền thống của trường trung học phổ thông Tiên Lữ. Lại một lần nữa xin trân trọng thời gian tới. Nghĩa là từ nay đến 2025 là cùng trường trung học phổ thông Tiên Lữ của chúng ta sẽ được thay thế bằng những cái ngôi nhà, những phòng học mới, khang trang hiện đại. Quay hết rồi. Cho các học sinh là cái quan trọng nhất là tin nhá. Ok. Trong đó các tên lớp mình vào đó thể hiện sự tri ân đến các thầy cô trong lớp học tốt và ở đó cũng có một khóa anh chị sinh năm 1981 và họ thì tích cực. Rồi một cái nhỏ nhất thôi đó là những cái con mang cho mình thông điệp là hãy cho tôi thức ăn là rác thải nhựa về ý thức cho các em học sinh. Và trường chúng ta luôn luôn tự hào là một môi trường giáo dục. 2025 sẽ là lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường của chúng ta. Hơn 700 các em học sinh của khóa 1992 phải về kỷ niệm. Thú thực là chúng tôi cho phát biểu lúc đầu là rất là cảm xúc. Trân trọng cảm ơn các thầy các cô, các nghề khác, kính chúc các thầy cô sức khỏe và thường xuyên muốn theo dõi sự phát triển của môi trường. Cảm ơn tất cả các học sinh rất sinh động bằng cái buổi lễ vô cùng ấm áp và ý nghĩa này. Chúc các em và gia đình luôn luôn trở về. Xin trân trọng cảm ơn. Những chia sẻ của thầy trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, một người thầy mà có lẽ rằng tất cả chúng ta khi học sinh ở đây mang trong người và cũng với một cái địa lý rất là xa, thầy đã cố gắng để về đây tham dự cùng chúng ta buổi diễn khóa ngày hôm nay. Vâng, và hãy dành cho thầy một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón thầy với những chia sẻ của thầy. Và thầy rất xúc động có những chúng mình thử đoán tên cho chúng mình cô nhớ. Có thể hô to bên thầy không? Thầy Vũ Sĩ Đạt. Vâng, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn. Ngày hôm nay thì thầy có đôi lời. Thầy trở về đây với một sự rất là khó khăn về địa lý. Thì thầy cũng có những chia sẻ với tất cả. Qua ba lần tai biến, qua mấy lần là con thể nằm ở bệnh viện, có thể nói là người nhà đã chuẩn bị sẵn, nhưng mà tôi vẫn rất là thật sự đó là nhờ sự động viên của các em, nhất là các bạn lớp 10, các bạn luôn luôn gọi điện hỏi thăm. Để chúc sức khỏe thôi. Tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn. Ngày hôm nay các bạn lớp 10 đã tìm cách đưa tôi về tận đây để được gặp lại các anh chị em cũ, gặp lại các đồng nghiệp cũ, gặp lại các học trò thân yêu.
Tôi không biết. Tôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa các thầy cô giáo cũng như toàn thể các bạn trẻ chúng ta cũng đã đang trải qua một căn bệnh rất là khó khăn và thầy đang có sinh sống tại trên Hà Nội. Do vậy các bạn đến khóa 1999-2002 các bạn sinh sống tại khu vực đấy hãy có một chút thời gian nào đó chúng ta sẽ dành chút thời gian để cùng thăm thầy để sắp xếp được một buổi liên khóa gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thích quý, kính thưa các thầy cô và các bạn. Sau mỗi cuộc gặp gỡ là những phút chia ly, với cảm ơn và kính trọng các thầy cô giáo. Hơn 20 năm qua, các thầy cô đã miệt mài. Ngày mai, chúng ta sẽ trở lại về cuộc sống thường nhật. Trường Trung học phổ thông Tiên Nữ của mỗi chúng ta. Tạm biệt thầy cô và mái trường. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu, lao động và cống hiến thật tốt. Ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ là một thành viên thân thiết của gia đình, bạn đồng môn lẫn nhau để có một tổ ấm mà ở đó mỗi chúng ta sẽ được sống. Kính thưa các quý thầy cô và các bạn thân mến, để lưu lại những khoảnh khắc 20 năm ngày gặp lại hôm nay thì ban tổ chức cũng như tất cả ban liên lạc xin được mời các thầy cô giáo cùng các bạn sẽ lên sân khấu để chúng ta sẽ chụp những bức hình lưu niệm ngày vui. Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Người cầm súng, người đi xa.